Đây bây giờ gia đình của mình rời khỏi Las Vegas các bạn. Sinh ra và lớn lên, từ ngày mình rời
quê hương thì dù bất cứ mình ăn những cái gì mà quê hương của mình có, điều mình cảm thấy không bằng quê hương của mình các bạn. Nhưng mà thôi, thèm thì ăn đỡ. Khô bò ở đây đối với mình là đã ngon lắm rồi. Mình cũng thử rất là nhiều loại khô bò ở Mỹ, nhưng mà có nhiều cái mua xong rồi bỏ luôn, không ăn được. Nó vừa cứng mà nó vừa dở nữa. Còn khô bò ở đây nó ngon, nó mềm, nó thơm. Đặc biệt tiêu của nó rất là thơm. Một chút xíu nữa mình sẽ ngừng lại và mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem ha. Các bạn ơi, mình đã stop by H&M. Mà hồi nãy thì mình chỉ có 40 phút ở H&M này thôi. Mình không có quay chi tiết trong H&M cho các bạn xem. Và bây giờ xong shopping rồi. Một đứa có một giỏ quần áo rồi. Bây giờ mình let's go there. Giờ mình cái next step của mình là mình sẽ đi ghé chỗ mà nãy mình nói với các bạn là bán khô bò ngon nhất á. Ok, let's go ha. Lên xe con. Bạn ơi, bây giờ mình đã tới cái chỗ bán khô bò rồi đó. Thì cái chỗ bán khô bò này á, thì nó cách Las Vegas khoảng mình nghĩ 2 tiếng rưỡi đó các bạn. Đây là Baker. Chỗ này bán khô bò rất là ngon đó, các bạn thấy không? Rất là busy luôn. Đây nè. Alien Fresh Jelly nha các bạn. Đây. Alien Fresh Jelly. Ok, mình thì không có rất là đông các bạn. Trong đây giống như tiệm snack shop vậy. Họ bán đầy đủ mấy cái đồ trái cây này nọ kia đó. Còn đây là những loại khô bò. Còn cái loại mình thích ăn bên kia kìa con. Khô bò này thì họ nói là filet mignon này các bạn. Thì 12 đồng một bịch. Nếu như mình mua 3 bịch thì họ bớt cho mình 2 đồng. Đông lắm các bạn ơi. Tại vì mình ngừng ở đây, mình mua xong là mình phải đi liền á. Mình không có thể nào quay quá chi tiết cho các bạn được ha. Rất là đông các bạn. Qua đây con, qua đây. Ok, lần nào mình đi từ Vegas đi về Cali mình cũng mua rất là nhiều. Mình thích ăn khô bò này lắm các bạn. Ok, cái loại mà mình thích đó là cái loại tiêu. Lemon, không có lemon. Nè con, this one, cái loại này là cái loại mẹ thích nè. Cái này nó có nhiều tiêu lắm. Rồi, tụi con lấy đi. Có chị ăn hả? Thôi, con tự lấy mẹ hả? Mẹ tự ăn.
cái này ngon lắm á. Mẹ lấy hai cái, Bi đi con lấy mấy cái. Thì với cái khô bò này đó các bạn, thì họ bán một bịch đó là 9 đồng. Các bạn thấy không, một bịch đó 9 đồng, 3 bịch đó là 25 đồng. Mà một bịch như vậy thì nó chỉ có 4 ao thôi các bạn. 4 ao là 114 gram á các bạn, 114 gram, giống như hơn 100 gram một chút xíu. Thì cái 3 bịch đó là 25 đồng đó các bạn. Không có mua con, không có mua khúc. Thì 3 bịch 25 đồng á, thì ngày hôm nay mình sẽ lấy 6 bịch. Sweet and spicy roast. Mình thích cái loại ớt cay lắm, để mình kiếm nha. Ở đây nó có turkey của các bạn, nhưng mà mình lần trước mình ăn turkey mình thấy không có ngon. Oh, see, this one's the one I was talking about. Thích spicy. I thought it was like, đây cái này killer horse. Ok, 5 cái rồi. Mình sẽ lấy thêm mấy cái nữa. Sweet and spicy cũng được. 2, 4, 6. 6 bịch thôi. 6 bịch thôi, mình lấy 9 bịch luôn đi. Lâu lâu mới tới một lần, không có biết chừng nào mình sẽ trở lại. Cho nên mình sẽ lấy 9 bịch. 9 bịch thì, oh, I'm sorry. 9 bịch thì cái loại này. Cái này là favor của mình. It's my favor. And mình lấy thêm một cái nữa, sriracha. Sriracha cũng được, không mình try sriracha ha. Ok, 3 cái 25 đồng, 3 cái 25 đồng, one more. One more thì mình sẽ lấy mình không có thích barbecue. Honey, where honey? Honey teriyaki. Mình chưa bao giờ thử lemon pepper. Ok, thôi mình thử một cái lemon pepper để các bạn. Ok, thì bây giờ mình có ở đây là 3 cái 25 đồng, 75 đồng. Ok, đủ rồi. Giờ mình ra trả tiền ha. Ok, cái tay mình cầm không có hết rồi. Ok, giờ mình tắt máy nha các bạn. Hey. Rất là đông các bạn. Rất là đông. Mình không có thích cái loại filet mignon. Mình không có thích loại filet mignon mà làm khô bò. Mình nghĩ hình như họ ướp khóm nhiều quá đó các bạn. Nó mềm lắm, nó mềm nhũng mà mình không có thích. Ăn khô bò thì phải nhai nhai nó mới ngon, chứ mềm nhũng nó không có ngon. Ok, con lấy tiền chen. Nghe mẹ nói lấy tiền chen. Xong rồi đi ra, mẹ quay cái này chút xíu. Alright, thank you. Nè con hô cái này cho mẹ đi. Ok, let's go con. Ok, khô bò này con thích không? Dạ, trẻ quá. Ok. Con cái này người ta kêu bằng cái gì vậy? Để mẹ quay coi. Alien. Nè các bạn, họ làm mấy cái đồ chơi này rất là dễ thương. Mình nghĩ là con nít rất là thích đó các bạn. Mà các bạn biết không, ở trong xe nè, ở trong xe có mấy cái con alien này, rất là vui. Mình nghĩ that's why họ kêu là chắc khô bò này cho người. Và cái bảng size kia rất là lớn đó các bạn. Các bạn thấy không, lớn lắm, tối đẹp lắm, đèn lắm, nhiều lắm. Ok con, let's go. Let's go con. Đi con, để bác chờ á. Ok, vậy là mình đã xong ha. Mình đã xong, mình các bạn, nếu như các bạn từ Las Vegas về California mà các bạn có thể ngừng lại ở đây, đây là Baker đó, thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ không hối hận khi mua những bịch khô bò để ăn, rất là ngon. Con nói gì? Còn nếu như các bạn muốn thử cái hiệu khô bò này, các bạn, mình nghĩ các bạn cũng có thể mua trên online đó các bạn. Họ cũng bán online ha. Nhưng mà mình tới đây thì mình có cảm giác như khô bò nó mới, nó rất là mới, nó mềm mà nó ngon, nó thơm lắm. Mềm, ngon, rất là thơm. Ok các bạn, bây giờ mình tiếp tục cuộc hành trình đi về Cali ha. Từ đây thì giờ tới Cali thì còn 2 tiếng rưỡi nữa tới rồi.
mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Yeah.